Xin chào mọi người, từ hôm bữa giờ toàn là đi chợ mua rau với mua cá không à. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi mua mỹ phẩm nha. Hôm nay mình đi buổi trưa hơi nắng một tí. Thì cùng vô với mình nha. Tới đây, lấy cái giỏ. Hôm bữa có đi mấy lần rồi nhưng mà mình không có quay. Bây giờ mình đi mua mỹ phẩm nha mọi người. Mọi hôm là đi mua cá với thịt, nhưng mà hôm nay là đi mua mỹ phẩm nè, mua quý người ta mua bông tẩy trang, không bông tẩy trang có rồi, mình mua giấy thấm dầu, chống nắng body á mọi người, vài bữa về quê để bôi cho nó đỡ đen, rồi là mua sữa rửa mặt, đã hết sữa rửa mặt rồi. Đâu bé? Có hai ba loại, một dạng xịt hay là dạng kem. Kem á em ơi, xịt hình như nó không phải mấy. Cái này là ở đây BA BA5 cộng, BA4 cộng, chống SPF nắng và là tất cả những người UV, hạn sử dụng, thoa đều trước khi ra 20 phút thôi. là Cái được này body hay là cho mặt vậy? dạ body được luôn đó chị. Ủa Cái vậy này hả? là xài cho dạng vận động viên đó chị, nên là nó chống nước sáng luôn, phổ rộng luôn. Cái này đi bơi Hồi thôi. nãy chị thấy đứng bên chỗ Aqua đó, chị thấy cũng có một cái hũ đó. Cái này là chuyên đi biển luôn này, chống nắng chống nước cộng. À, lấy một hũ này. À, một Dạ nó hũ có này. size lớn với size nhỏ thì cái này đang là Ví dụ như mình xài như hàng ngày được không? Nó có hại da gì không em? cái dòng này em nghĩ là nếu mà di chuyển ở mà chị đỡ nắng chắc thì chị sợ. Chị thấy hồi nãy ở bên quầy Awa gì đó, cái đó cũng có sữa cái gì ta, chống nắng đó, hồi nãy chị mới coi á. Dưỡng thể chị, còn này chị đi biển thì nó sẽ không có chống nắng bằng cái dòng này. Dưỡng thể chị thấy có chống nắng không? Có chống nắng không? Cái này là dưỡng thể chống nắng đó chị, Dưỡng thể chống nắng, lấy loại đó đi em. nó có hai dòng chị lấy dòng Lấy màu hồng đi, thích màu hồng. cái hai gì đó kiểu nguyên dưỡng ẩm, còn cái này chị hai lần nữa chị mất mất. Mát mát dưỡng ẩm. Dưỡng ẩm đi. Này mình Già rồi, giờ lớn tuổi rồi, dưỡng ẩm cho da nó mềm mướt. Với lại là chị mua sữa rửa mặt đó bé, da chị da nhờn, lỗ chân lông to. Với lại chị xài mấy cái loại thường nó hay bị rửa mặt xong cảm giác nó căng á, nó hay bị căng rát, giống như là nó sạch quá vậy, nên em lấy cái nào mà dịu nhẹ, sạch mà dịu nhẹ. À, dầu thì nó sẽ có nhiều dạng, nó có của yêu đừng mang, Cetaphil không, không xài loại đó, chị xài rồi. có của yêu đừng mang cho dây dầu. À, cái gì chị đang xài, mấy cái dòng của gì Ecuri gì đó, cái gì Esurin. Lấy lại loại đó đó. Có loại dành cho da dầu không? Đây, mình đang đi lại đây. Có một không chị? Không, giá chị nè, không có mụn nhưng mà lỗ chân lông to. Bé đang chắc cho mình tư Cái này vấn. là cho da đẹp đẹp. Dầu mụn hả? Mình da dầu thì cũng sử dụng. Nói chung là dành cho loại da mà dầu á, chị là dạng dầu á em. Có loại đó, có loại khác không? Có dòng này thì nó chuyên về dưỡng sáng. Dưỡng sáng hả? Dưỡng sáng nhưng mà Dưỡng nhẹ làm kiểu sáng da. lấy loại kia đi, chắc lấy loại kia đi quá. Lấy size nhỏ đi để chị xài thử đi. Ở nhà chị cũng đang xài cái gì ta, nước cân bằng cũng cái đó, mà sữa dưỡng da cũng cái đó luôn, nên bây giờ chị mua sữa rửa mặt dòng đó luôn, cũng xịt khoáng dòng này luôn nè. Giờ đi theo luôn cái này luôn đi, sữa rửa mặt này luôn. Đây là phân nhỏ này Lấy size nhỏ chị xài được, ok chị sẽ lấy cái kia. Với lại lấy giấy thấm dầu đi em, giấy thấm dầu má hồng á, mà dạng như là màu 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 nude thôi, đừng 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 đường hồng, hồng và đừng đường cam quá đúng rồi, dạng mà nó hơi hơi màu nude đó. Mình mua thử má hồng nha, mình thấy ở trên đó người ta kiểu có mấy cái má hồng mà màu nude nhìn giống mấy em Hàn Quốc á. Bây giờ già rồi nên chuyển qua ta, mình chuyển qua cái kiểu mà trẻ trẻ chung một tí. Rất nhiều. Ở đây cũng có. Ơi, mua cái mini em ơi, chị thích mấy cái mini như một này em á. Mình đi mình dễ mang đi đi á, mua mấy cái nhỏ dễ mang đi, với cái bự quá thì nó hơi cồng kềnh.
với lại là thỉnh thoảng mình mới xài, thỉnh thoảng chị mới xài nên là lấy màu nhẹ 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 nhẹ. Để em tự đánh nó coi, đánh tự này kiểu như mình chỉnh được cái độ đậm là như vẫn cảm thấy nó sáng á em. này là dạng tông cam Có cái tông nào mà gọi là hồng siêu nhẹ thôi, cái đó giống như chị cảm giác nó đậm á nha. Nó test thử, bé test dạ, thử tại em. vì hồi nãy chị hỏi một lò có cho nên không có giới thiệu cái dòng này á, Là sao bé? chị hỏi cái màu lợt nên em không tính giới thiệu dòng này, em tính kiếm cái màu lợt hơn, tại mới học dạng này nó ra cái tông màu dạng này, Không, em lấy cái màu lột cho chị á. màu lợt thì cái này có màu thử này chị. Em thấy thử, có mẫu thử là được. Đây, màu này thử. Hồng hồng nhẹ 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 thôi. Cái này nó có, hình như cái màu này nó có nhũ cái gì Cái này nè. nó cũng có dạng có nhũ quá. Nhũ, nhũ. Té lên chỗ này nè. Này nó có nhũ. Thấy mấy em Hàn Quốc kiểu mặt nó kiểu nó gọi là. Xin chào mọi người, hôm nay mình dẫn mọi người đi mua mỹ phẩm. Thì hồi nãy mình không được quay nha, sợ dính bản quyền mình đâu có quay được đâu. Bây giờ mình chỉ quay khúc mà mình trả tiền thôi, không dính cái gì hết. Bao nhiêu vậy em? 1.589.000. Mình hay mua ở đây. Mỹ phẩm thì mình thường tới đây mua, không có mua ở trên mạng đâu mọi người. Ý là mình có thời gian nên mình sẽ tới đây mình lựa. Nhưng mà tiếc quá không được quay nha, ở đây có À, mua xong rồi mọi người ơi, hết 1.000.000 mấy hả? Nói chung là gần 2.000.000, bây giờ mình về thôi, bye bye mọi người nha. Mình không có quay được trong nó, tại vì bên đó người ta không cho mình quay á, mình chỉ quay như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Bye bye mọi người. Mọi người ơi, hồi nãy mình đi vô trong kia quay mà người ta không cho quay, buồn quá. Đi tới đèn xanh đèn đỏ nè, xong rồi thấy có anh này anh bán gì ta, bánh dừa lá dứa, lấy một cái đi ạ. Một cái bao nhiêu? 25 ngàn, 25 ngàn. Ôi to bằng cái mặt mình mà có 25.000 thôi nè, nóng hổi luôn. 25.000, 25.000. Một cái bánh to như thế này nè có 25.000 thôi. Mình đi về đây. Mọi người ơi, mình về tới nhà rồi, thay bộ đồ ra cho thoải mái rồi nấu ăn nè. Vội vàng đi vội vàng về nấu ăn nữa. Thì đồ ăn mình sơ chế hết rồi, bây giờ mình nấu nè. Bắt cái nồi nước sôi này nè. Bắt cái nồi nước sôi này để sôi em mình nấu nha. Mình mà nấu mà là mình để nước sôi rồi mới bỏ cái gì ta? Nước sôi rồi mình mới bỏ này nè. Sườn. Xương nó sườn. Để lấy củ hành. Sôi rồi. Bỏ hành vô. Xong bỏ sườn vô. Mở nắp nha, nếu mà mình đậy nắp thì nó sẽ bị đen á, nước không trong á, nước đục á mọi người. Tâm sự với mọi người cái vụ hồi nãy đi mua mỹ phẩm mà vô cửa hàng đó người ta đâu có cho quay đâu mọi người. Thế là quay được một hai đoạn à, về nhà đi trên đường ấm ức, tóc tai sạch sẽ đẹp đẽ lên đồ để quay YouTube đăng cho mọi người coi cho vui, mà cuối cùng vô không được, chứ người ta không cho quay, người ta nói là bị dính bản quyền đó. Mà em cũng bị dính bản quyền mấy cái video rồi, nó đánh bản quyền, thế là không không gì ta, không đăng được luôn. Buồn quá, trên đường về gặp cái anh nó bán cái bánh này là mọi người, bánh dừa lá dứa nướng á, đói bụng quá lấy ra ăn ngon ngon. Này bán ngoài đường á, ai mà đi ngoài đường kiểu mà đói bụng á, mua một cái ăn, trời ơi, to to ta bằng cái bàn tay em luôn đó. Thì hồi nãy đi vô mua mỹ phẩm mà người ta đâu có cho quay đâu, quay được có một khúc à. Quay cái nồi này mình hết bọt nó sôi rồi,
vừa nấu vừa kể cái câu chuyện mà đi mua mỹ phẩm người ta không cho quay nha. Quay được mấy khúc vừa xong rồi, nhân viên, bé nhân viên đã nói là chị ơi, không được quay đâu chị ơi, bên marketing bên em hả, đã đồng ý cho chị quay chưa? Nếu mà chị chưa đồng ý mà chị quay thì chị sẽ bị đánh bản quyền, là cái video chị có đăng lên thì nó cũng bị bay mất, hoặc là bị người ta khóa hay là gì đó không biết. Cái thôi mình chẳng quay nữa, hay là mua vội mua vàng rồi đi về. Tại buổi trưa cũng chuẩn bị tới giờ nấu ăn cho chồng nè, nên là mình vội vàng chạy về đó. Chạy về thì mua được, trên đường về thấy cái anh đó anh bán cái bánh này nè mọi người, mua ăn. Tại hôm bữa chồng em có mua một lần là em ăn thấy ngon nên là lần này em mua tiếp. Bây giờ cắt ra mời chồng ăn miếng sẵn đó, là không biết quay cái dao có bị đánh, có bị vi phạm không nữa trời. Đoạn đường quay YouTube mà nó gian nan ghê trời. Đây, cái bếp thì nhỏ, muốn quay cũng không có chỗ quay nữa. Nè, sẵn đó nè. Em lấy miếng em mời chồng em ăn nè. Để em ăn, mình lấy miếng cho chồng mình ăn xong mình ăn. Cái này nó có cái nhân ở giữa nè mọi người, nhân dừa cũng ngon, mình cũng thích ăn nhân dừa. Ngon chưa, lá dứa. Bây giờ mình ăn thử cho mọi người coi nha. Đây, buồn thì buồn mà vẫn phải ăn nha. Về nhà thay đồ ra rồi bay lên nấu cơm cho kịp, bữa cơm trưa với lại nấu sương hầm đó, phải hầm lâu mọi người. Đúng rồi. Nó không ngon. Anh ăn bánh lá dứa không? Ngon. Để mình lấy một miếng cho chồng mà. Vừa nấu anh vừa kể chuyện cho mọi người nghe nha. Vừa nấu vừa ăn, vừa nói chuyện. Hấp bọt cái nồi ra. Đậy nắp nó bị đen đó mọi người. Nước nó bị đục quá, bị đục mới bị đen. Hấp bọt cho nó nước ở trong. Nấu cái nồi này buổi chiều, nấu cái nồi to này là buổi chiều em khỏi nấu canh luôn, em mình khỏi nấu canh luôn. Nấu cái nồi to này buổi chiều em mình khỏi nấu canh luôn mọi người. Bánh này ngon. Nấu một nồi này là khỏi kho thịt hay kho cá, dầu ăn mặn. Thêm chén nước mắm thôi mời. Xương nó thịt xương chấm với nước mắm ăn với cơm. Ngon. Nêm muối. Nêm miếng muối đậm. Nhà mình không ăn bột ngọt mọi người, hơi nêm muối đi một chút nữa dần xong sẽ nêm thêm bột nêm. Bánh này ngon lắm. Ăn thêm miếng nữa. Ăn ngọt thì sợ mập. Ngon. Miếng đu đủ này thì mình cắt ra, để hầm. Chồng mình thích ăn đu đủ lắm mọi người, đu đủ xào, hay là đu đủ lấy con dao, đu đủ xào hoặc là đu đủ hầm nè. Nhưng mà thích xào, ảnh thích ăn xào. Nhưng mà hôm nay làm món hầm này. Nhà đang làm việc nên là nó ồn đó mọi người. Để em đóng cửa lại. Bực mình. Đã dặn là đi ra đi vào đóng cửa mà chả bao giờ đóng đâu. Đó. Đóng cửa lại giùm cái. Đóng cửa lại giùm cái. Cắt cái đu đủ này ra. Cắt bằng cái dao này cho cái miếng đu đủ nó đẹp nè. Màu mè ở nhà cũng màu mè. Cái gì ta, bởi vậy ta nói món ăn á, mà ví dụ như không ngon đi nữa nhưng mà đẹp mắt thì nó cũng đã được điểm rồi đúng không mọi người. Nếu mà ngon ơi là ngon nhưng mà nhìn ghê thì nó cũng bị điểm trừ đó. Đó là quan điểm của mình.
Giống như là vừa đẹp vừa ngon thì càng tốt. Chứ nhiều cái nhìn nhìn giống như ngoài đường nhiều cái hả, nhìn màu sắc đồ đẹp ngon lắm nhưng mà ăn vô thì thấy dở. Nên là vừa đẹp vừa ngon. Nhưng mà ví dụ như xấu xấu đi mà ngon thì còn tạm chấp nhận được, nhưng mà vẻ nhưng mà nhìn hả đẹp mắt nha, ngon nhìn thấy ngon lắm đẹp lắm nhưng mà ăn vô không ngon thì nó cũng không thích như vậy. Đây đã xong cắt củ rất đẹp, sắm con dao này cắt cái miếng đẹp không. Màu mè một nồi canh, là canh này ăn tới chiều luôn. Gia đình mình thì kiểu cũng không không có không gọi là thích ăn mấy cái đồ gọi là xa xỉ đâu, ăn đơn giản mà. Trời ơi. Ơi, lo quay nãy giờ không bấm rồi cơ, không có cắm thì nó ấy rồi mà không cắm luôn á trời, nhìn là mọi người đã đời luôn. Hên nó nếu mà dọn ra. Trời ơi, hên nó nếu mà dọn cơm ra mà còn nguyên nước này chắc bị chửi thúi đầu luôn á. Cứ lo quay 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 mà làm việc không tập trung á, bị chửi bị nói. Vậy bây giờ rút ra kinh nghiệm á, mình có đi quay YouTube ở ngoài, quay video ở ngoài thì xin coi chắc không quay mấy cái nhãn hiệu thương hiệu của mọi người, mấy cái nhãn hiệu thương hiệu đừng có quay dính vô YouTube, nó cũng đánh bản quyền, nó không cho video mình, nó bị đánh bản quyền bị hạn chế đó. Nên là với lại là đi ra ngoài quay á, thì mình xin phép người ta trước. Em để ý rồi, em quay hình như nhiều người không thích đó. Có mấy người họ vui vẻ lắm nha. Ừ em quay đi, quay đăng lên đi nha, nhớ đăng nha, chúc em thành công nha. Nhưng mà một số người thì lại bảo thôi đừng quay mặt tao nha, thôi đừng quay. Đó giống như bên gia đình chồng em á, mọi người không thích quay nên từ nay em cũng không quay bên nhà chồng nữa, em quay một mình em hoặc em với con, em đi chợ em nấu ăn hoặc là em ăn món gì em cũng em quay cho mọi người coi nha. Mọi người ủng hộ, mọi người coi ủng hộ em nhé. Em ở nhà nội trợ thì cũng làm những cái việc lặt vặt nội trợ nè đó, nhưng mà cũng lo đóng góp một phần quan trọng cho chồng đó nha. Cơm ngon canh ngọt, con cái sạch sẽ thơm tho, quần áo tươm tất đó, là cái nhiệm vụ mình nó cũng trọng đại ở trong nhà lắm đó. Vừa nấu là em vừa rửa mọi người, do cái bếp nhỏ nè, cứ vừa vừa nấu mình vừa rửa mọi người, cái bếp nó nhỏ nè nên là vừa nấu vừa rửa cho nó gọn. Với lại một hồi nữa nấu xong á, nấu xong thấy cái bếp nó cũng không dơ rồi nó cũng không bừa bộn, nấu xong mình mệt á, mà mình nấu xong mình mệt mà mình còn thấy cái đống chén đống nồi cái nhà dơ hay cái gì là mình thấy mệt thêm á. Nhưng mà cứ vừa nấu vừa rửa là cái nào dơ rửa luôn á, thì một hồi nấu xong á nó vẫn gọn gàng. Khoe với mọi người hôm qua em chạy ngoài đường á, thấy người ta bán cái hành tâm này nè nên là tấp vô mua liền luôn á. Bình thường mua được cái củ nhỏ xíu như này thôi nhưng mà hôm nay chạy ngang á, hôm qua chiều hôm qua đón con chạy ngang thì thấy người ta bán rồi cái củ to như này, thấy trời đã ghê luôn á, bay vô là mua mua từng này thôi. Bây giờ là mình bỏ cái đu đủ vô mọi người, vớt bọt nè, vớt bọt liên tục luôn á mà nước nó vẫn cũng không trong mấy nè, không biết có ai có bí quyết nào không chỉ cho mình với nha. Video của mình tới đây cũng hết rồi, mọi người coi thấy hay thì đăng ký ủng hộ mình một nút đăng ký nha. Mình sẽ quay những cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào.